Nhằm hình thành kết nối giữa các khâu từ sản xuất, chế biến, thu hoạch, lưu thông cho đến tiêu thụ nông sản, tạo mối liên kết hợp tác chặt chẽ, nhiều chiều giữa cơ quan quản lý với doanh nghiệp và bà con nông dân. Sáng nay ngày 31 tháng 8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức buổi ra mắt diễn đàn thông tin kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản với sự tham gia trực tuyến của 63 tỉnh thành và gần 200 doanh nghiệp, hiệp hội, ngành hàng và các hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong cả nước. Đây cũng là lần đầu tiên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện việc công khai các thông tin về cung cầu một cách hệ thống để có thể gỡ những cái điểm nghẽn cố hữu, manh mún, nhỏ lẻ và tự phát, hoạch định chính sách, tìm kiếm, đàm phán và kết nối thị trường tiêu thụ nông sản và phát huy tối đa vai trò dẫn dắt định hướng của doanh nghiệp trong sản xuất nông nghiệp nhằm trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng phức tạp và khó lường. Tại diễn đàn về thông tin kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản, Bộ Nông nghiệp cho biết, các tổ công tác đặc biệt của Bộ đã có sự phối hợp chặt chẽ, liên tục cập nhật thông tin với tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, với đại diện các bộ, ngành, địa phương để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh, xử lý những ách tắc, vướng mắc trong các khâu sản xuất, chế biến, thu hoạch, lưu thông, tiêu thụ nông sản của nông dân và doanh nghiệp. Mặc dù vậy, một số địa phương cho biết tình trạng giá nông sản giảm sâu vẫn đang diễn ra. Tùy theo giai đoạn là nó đã giảm từ 8.000 đồng cho đến 23.000 đồng trên một ký. Đặc biệt là đối với cái tôm thẻ chân trắng, coi như đó là người nông dân không còn lời. Chỉ có từ ngày 23 tháng 8 đến nay là do cái việc mà giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh để phòng chống dịch bệnh thì cái việc giao hàng là khó khăn, nhưng mà cái lượng đặt hàng rất là lớn. Cũng theo Tổ công tác 970 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khu vực phía Nam, tới nay, các tổ công tác đặc biệt đã có những hoạt động rất kịp thời như xây dựng trang web, mạng xã hội, Facebook, Zalo và số điện thoại đường dây nóng. Từ đó đã hình thành được 1.300 đầu mối cung ứng, 58 kho tập kết hàng hóa nông sản, thực phẩm với số lượng tiêu thụ lên đến 1.000 tấn một ngày trong thời gian thành phố Hồ Chí Minh siết chặt giãn cách xã hội. Ngoài ra, nhiệm vụ quan trọng nhất của các tổ công tác lần này là thiết lập các kênh thông tin về cung cầu nông sản một cách cụ thể, trực tiếp nhất giữa các vùng sản xuất với các hợp tác xã, doanh nghiệp và kênh phân phối. Nó là kích thích cái những cái chủ trương của Bộ đang làm, ví dụ như bà con muốn bán được trên cái diễn đàn này thì phải xây dựng được cái mã định danh vùng trồng, mã định danh vùng nuôi. Thành ra cái diễn đàn của Bộ nó tổng hợp nhiều hơn là những cái trang thương mại điện tử chỉ mang tính chất kết nối cung cầu mua bán bình thường. Trong thời gian qua, các tổ công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thực hiện sáng kiến tạo các combo hàng nông sản thực phẩm gói 10kg một combo để cung ứng trong tình hình dịch bệnh. Ngoài ra, nhiều đơn hàng lớn được kết nối tiêu thụ thành công đã góp phần tích cực vào việc hỗ trợ cung ứng lương thực, thực phẩm thiết yếu cho các địa phương, tạo hiệu ứng cao trong xã hội. Nhu cầu gói combo nông sản rất cao, tổng số tiền đặt hàng có ngày lên tới 3,6 tỷ đồng. Trang web đặt hàng của tổ công tác 970 là htx.coplink.com.vn đang có khoảng 2.800 lượt đăng ký, trong đó 70% là đăng ký bán. Những sáng kiến này đang tạo cơ hội rất tốt cho chuỗi cung ứng và phân phối sản phẩm nông thủy sản, tránh những ách tắc trong lưu thông tiêu thụ trong tình hình dịch bệnh và còn có hiệu quả trong việc phát triển nền nông nghiệp định hướng theo tín hiệu thị trường. Thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, theo quyết định 749 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời hỗ trợ các đơn vị sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội trong bối cảnh giãn cách xã hội thực hiện chỉ thị 16 của Chính phủ và chỉ thị 17 của Ủy ban Nhân dân thành phố. Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan đã liên tục triển khai các hoạt động đào tạo miễn phí cho người nông dân, bán hàng online, livestream, tăng cường xúc tiến thương mại điện tử, kết nối cung cầu tiêu thụ các sản phẩm OCOP và các sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn của thành phố trong bối cảnh hiện nay, nhằm biến thách thức thành cơ hội, thúc đẩy chuyển đổi số cho những nông dân thủ đô. Ngày mai, mùng 1 tháng 9, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội tổ chức diễn đàn trực tuyến quy mô với chủ đề kết nối cung cầu sản phẩm OCOP và nông sản thực phẩm an toàn sẽ được triển khai trên nền tảng Zoom và được phát trực tiếp trên các kênh YouTube VTC Now, fanpage VTC Now và fanpage OCOP Live. Văn Tạc, Nghiệp Sông Hồng.
Từ những người nông dân và hiện là các chủ thể ô cốp của Hà Nội, những buổi học đầu tiên còn chưa tự tin đứng trước điện thoại livestream giới thiệu về sản phẩm của mình. Nay đã tự tin chốt sale thành công, tự xây dựng được kịch bản về câu chuyện sản phẩm, thu hút được khách hàng. Những phiên chợ điện tử sôi động với hàng trăm giao dịch thành công được thiết lập. Lớp tập huấn bán hàng online livestream cho các chủ thể ô cốp Hà Nội, phiên chợ đêm trên mây mỗi tối thứ 6 hàng tuần với gần trăm đơn hàng giao dịch thành công, hay các diễn đàn kết nối xúc tiến thương mại trực tuyến. Tất cả đều nhằm giúp các chủ thể sản xuất chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiếp thị, quảng bá, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Và đặc biệt là vào sẽ tham gia bán hàng, trao đổi nội bộ cái sản phẩm ô cốp và nông sản thực phẩm an toàn của các đồng chí. Đấy, để đầu tiên trao đổi nội bộ và thứ hai trao đổi với khách hàng. Đấy. Tuy nhiên những cái sản phẩm, đặc biệt là trong những chủ thể tham gia, thì các sản phẩm để tham gia ở đây đầu tiên là phải đảm bảo an toàn thực phẩm. Bác Kỳ chia sẻ thông tin này cho anh em khuyến nông các tỉnh để cho các địa phương cũng học tập cái kinh nghiệm của Hà Nội để mà làm sao để có hỗ trợ bà con nông dân và các chủ thể ô cốp có thể tiêu thụ được cái sản phẩm một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất trong cái mùa Covid này. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, việc kết nối tiêu thụ nông sản trên môi trường trực tuyến được đánh giá là một trong những giải pháp hiệu quả, là cánh tay nối dài bên cạnh phương thức phân phối truyền thống, từ đó giúp bà con nông dân mở rộng thị trường tiêu thụ khắp cả nước, tận dụng lợi thế của công nghệ kết hợp phát triển thị trường, thương mại điện tử. Đây sẽ là một hướng đi mới, góp phần không nhỏ vào cuộc chuyển giao công nghệ và phân phối hiện đại trong lĩnh vực nông nghiệp, giúp các hợp tác xã có những giải pháp bền vững và lâu dài cho bài toán tiêu thụ hàng hóa nói chung và nông sản nói riêng. Hiện nay thì rõ ràng đối với cái sự tác động nhiều mặt của dịch COVID-19 và chúng ta phải thích ứng với nhiều giải pháp, kể cả các giải pháp trực tiếp và các giải pháp mà phi truyền thống. Trong đó có việc mà chúng ta thúc đẩy tiêu thụ qua cái nền tảng số là rất quan trọng. Vừa rồi thì chúng tôi cũng bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn để mà chúng tôi triển khai một số các cái sự phối hợp đối với các cái đơn vị liên quan qua những cái nền tảng, qua cái việc mà kết nối bằng nền tảng số ấy, thì rõ ràng chúng ta vừa bám sát chỉ đạo của chính phủ là phòng chống dịch bệnh, an toàn cho mọi người dân, an toàn cho cả người tiêu dùng lẫn người sản xuất, nhưng đồng thời chúng ta giải quyết được cái vấn đề chi phí cho bà con nông dân. Với thế mạnh là dân số trẻ cũng như lượng người dùng smartphone chiếm tỷ trọng lớn, lượng người giao dịch thương mại điện tử trên smartphone nhiều, thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam được kỳ vọng đến năm 2025, quy mô thương mại điện tử của Việt Nam sẽ vươn tới ngưỡng 43 tỷ đô la Mỹ và đứng thứ 3 trong khối ASEAN. Thành công của diễn đàn trực tuyến kết nối cung cầu sản phẩm ô cốp và nông sản thực phẩm an toàn lần này sẽ là tiền đề cho sự phát triển của ngành nông nghiệp Hà Nội nói riêng và người nông dân cả nước nói chung trong kỷ nguyên số.